Xin chào, hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời và tôi muốn chia sẻ cùng với anh em một cái từ khóa ở trong cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú, mà nhờ vào từ khóa này thì nó là bước đầu cho cái hành trình để có thể bước ra khỏi khỏi cái vùng an toàn và cái hành trình phát triển bản thân của mình trong suốt từ 2014 cho đến bây giờ, đó là 9 năm trời, gần 9 năm trời hành trình phát triển bản thân. Và cái từ khóa này thì nó cũng đã giúp cho mình có những cái quyết định rất là táo bạo. Và cái từ khóa đấy chính là bạn chính là năm người bạn thường gặp. Thì mình còn nhớ là cái khi đấy là 2014 thì mình rất là muốn phát triển một cái sự nghiệp. Mình muốn trở thành một doanh nhân, tức là giám đốc công ty ấy. Thời điểm đấy thì mình cũng đang kinh doanh, mình thu nhập cũng rất là tốt, nhưng mà cái môi trường ở thời điểm đấy thì mình thấy mình không được hạnh phúc, không được vui vẻ trong khi mình làm việc. Và mình quyết định là mình phải tìm kiếm một cái mảnh đất mới, một vùng đất mới, một môi trường mới. Và mình khi đấy thì những cái mối quan hệ xung quanh thì không có một ai làm trong cái lĩnh vực, không có ai làm chủ doanh nghiệp cả, không ai làm giám đốc cả. Chính vì thế mình đã có một cái quyết định rất là điên rồ, và mình thực sự là rất là vui, rất là hạnh phúc vì cái quyết định đấy. Đó là mình đã tham gia một cái hành trình phát triển bản thân, và cái thời điểm đấy thì mình cũng đã đầu tư cái số tiền cũng khá là nhiều. Cái khoảng thời gian mà mình đi học phát triển bản thân thì mình cũng đầu tư thì cũng là hơn hơn 300 triệu khoảng khoảng đấy. Và trong cái hành trình đấy thì giúp cho mình có được một cái thứ vô cùng là tuyệt vời, đó chính là những mối quan hệ chất lượng. Và bây giờ xung quanh mình thì có rất là nhiều những mối quan hệ cực kỳ là tuyệt vời, những mối quan hệ cực kỳ là chất lượng. Và những mối quan hệ này thì nó cũng đang phản ánh những cái điều mà mình khát khao, và mình tin chắc mình sẽ đạt được ở trong thời gian gần thôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Hãy nhớ rằng bạn chính là năm người bạn thường gặp. Hãy tìm kiếm những con người tích cực, những con người phát triển, những con người tài năng, và mình thuộc về nơi đó, chắc chắn chúng ta sẽ có sự phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.